Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. YouTuber khoa bụng bất ngờ trở lại sau thời gian ở ẩn, chân mang dép nào, tay xách nguyên bọc tiền trị giá cả tỷ đồng đến sắm ô tô. Mới đây, ông chủ già nghèo khoa bụng bất ngờ xuất hiện trở lại sau 2 tháng, im hơi lặng tiếng, mang bọc tiền đi sắm xe hộp. Mới đây trên kênh YouTube của một nhân viên bán hàng cho thương hiệu Mercedes nổi tiếng, thường xuyên chia sẻ những buổi bàn giao xe cho các nghệ sĩ diễn viên, bất ngờ chia sẻ hình ảnh YouTuber nổi tiếng khoa bụng. Người nổi tiếng với vai ông chủ già nghèo đến những nhà hàng khách sạn bậc nhất để làm vlog về du lịch. Sau 2 tháng, kênh YouTube của khoa bụng ngủ đông, hình ảnh của chàng thanh niên này bất ngờ được xuất hiện khi đi mua xe hộp tiền tỷ. Trong video kéo dài 15 phút, khoa bụng đã xuất hiện một cách rất bất thường và trên tay cầm một chiếc túi ni lông trong đó chứa gần 2 tỷ tiền mặt. Khoa bụng trong video cũng chia sẻ sau thời gian dài ở nhà không đi đâu thì được thuyết phục đi mua xe, nhưng bất ngờ hơn khi anh chàng tiết lộ mang tiền tỷ mua xe nhưng không biết mặt mũi chiếc xe hộp hạng sang mình chuẩn bị tậu về hình thù ra sao. Được đưa vào kho để tận mục sở thị, khoa bụng nhanh chóng chọn mua chiếc C300 mới ra nỏ chỉ một ngày trước đó với giá hơn 1 tỷ đồng. Quyết định mua xe trong thời gian không quá lâu, khoa bụng còn tỏ ra lo ngại khi đi chiếc xe mới này đến những địa điểm du lịch tại Việt Nam thì không biết có thể làm vlog theo phong cách ông chủ già nghèo được không. Khoa bụng là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm rất nhiều của khán giả bởi rất nhiều lần chơi lớn chịu chi để được thưởng thức những món ăn xa xỉ bậc nhất. Người đằng sau những lần vung tiền núi thì chẳng ai biết gia thế thực sự của anh ta sao. Những video của anh chàng này thu hút lượt xem với phong cách rất đặc biệt, chỉ với những trang phục quần đùi áo phông đi chiếc xe bình dân để vào thử lòng người khác. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.